Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình nhé. Hôm nay mình mong muốn chia sẻ với các bạn một số kiến thức cơ bản về màu sắc mà mình biết. Nào, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Màu sắc đóng một vai trò rất quan trọng trong thiết kế cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Nó có thể thu hút ánh mắt của bạn vào một hình ảnh, gợi lên một tâm trạng hoặc cảm xúc nhất định. Thậm chí giao tiếp một cái gì đó quan trọng mà không cần sử dụng bất kỳ từ ngữ nào cả. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể biết kết hợp màu nào với màu nào thì đẹp và màu nào thì không? Câu trả lời rất đơn giản, đó là lý thuyết về màu sắc. Các nghệ sĩ và nhà thiết kế đã áp dụng lý thuyết về màu sắc trong nhiều thế kỷ, nhưng bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu và áp dụng nó vào công việc của mình. Bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn trong rất nhiều tình huống khác nhau, cho dù đó là chọn màu cho một thiết kế của bạn hoặc kết hợp các trang phục hoàn hảo. Ở màu tự nhiên, chúng ta có 3 màu cơ bản, đó là màu đỏ, màu vàng và màu xanh blue. Và từ 3 màu cơ bản này trong bảng màu tự nhiên, nếu chúng ta đem phối với nhau thì sẽ ra vô số màu, ví dụ như màu đỏ pha với màu vàng thì ra màu cam, màu vàng pha với màu xanh blue thì ra màu xanh cây, màu xanh blue pha với màu đỏ thì ra màu tím. Và cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ có một vòng tròn màu, ta gọi là vòng tròn bánh xe màu. Tiếp theo là hệ màu CMYK, gồm 4 màu chủ đạo là màu cyan, màu magenta, màu yellow, màu cây, tức là ký hiệu của màu then chốt là màu đen. Hệ màu này là hệ màu hấp thụ ánh sáng, tức là chỉ khi ánh sáng tự nhiên chiếu vào thì mắt ta mới có thể nhìn được. Hệ màu này là hệ màu dùng cho máy in và chuyên sử dụng cho in ấn. Tiếp theo là hệ màu RGB, là hệ màu tự phát sáng, được sinh ra khi có các màn hình công nghệ như TV, máy tính hoặc điện thoại. Hệ màu này gồm 3 màu chủ đạo là màu đỏ, màu xanh lục và xanh lam. Khi 3 màu này kết hợp với nhau thì nó sẽ ra vô số màu khác. Và kết hợp 3 màu toàn bộ với nhau thì sẽ ra màu trắng. Trên bánh xe màu được chia làm 2 gam màu chính là gam màu nóng và gam màu lạnh. Có rất nhiều phương pháp phối màu. Phương pháp đầu tiên và đơn giản nhất đó là phối màu đơn sắc. Phối màu đơn sắc là từ một màu bất kỳ nào đó trên bánh xe màu, chúng ta sẽ tạo ra các sắc độ khác nhau và từ đó kết hợp các màu đó lại. Phương pháp thứ hai, phối màu bổ túc, đó là sự kết hợp của các cặp màu có vị trí đối lập trên bánh xe màu. Phương pháp này sẽ cho chúng ta kết quả là những mảng màu rực rỡ và đầy cá tính. Phương pháp thứ ba, phối màu liền kề. Đây là sự kết hợp của các màu đứng cạnh nhau trên bánh xe màu. Phương pháp phối màu liền kề có phần dễ hơn các phương pháp khác vì bản thân các màu này đã có sự liên quan và rất dễ mix với nhau. Phương pháp thứ năm, phối màu bộ 3. Đó là sự kết hợp của 3 màu tạo thành một tam giác đều trên bảng bánh xe màu. Phương pháp phối màu bộ 3 cũng cho chúng ta kết quả rất ấn tượng vì sự đa dạng và phong phú của màu sắc. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần tiết chế màu sắc làm sao cho phù hợp để tạo ra điểm nhấn cần thiết. Phương pháp thứ tư, phối màu xen kẽ. Đây là một biến thể của phối màu bổ túc. Thay vì chúng ta dùng 2 màu đối lập trên bánh xe màu thì ta sẽ dùng 2 màu bên cạnh kết hợp với màu đối lập còn lại. Phương pháp này khá là hiệu quả khi vẫn có sự tương phản mạnh nhưng màu sắc sẽ phong phú hơn. Phương pháp thứ 6, phối màu bộ 4. Cũng như tên gọi, đó là sự kết hợp của 4 màu tạo thành một hình chữ nhật trên bánh xe màu. Sử dụng màu sắc một cách hiệu quả, đôi khi điều đó có nghĩa là không sử dụng màu sắc, ít nhất là trong những chi tiết nhỏ. Sử dụng các màu trung tính như đen, trắng, xám sẽ giúp cân bằng thiết kế của bạn. Khi đó màu sắc bạn sử dụng mới trở lên thực sự nổi bật. Có một điều cần lưu ý là khi sử dụng màu sắc trong thiết kế của bạn, đó là sự tranh chấp về màu sắc. Trong các trường hợp này thì bạn phải giảm sự tranh chấp giữa các màu sắc bằng việc giảm độ sáng tối hoặc bão hòa của nó. Đôi khi chỉ cần một chút tương phản hoặc độ sáng tối thôi
thì đã làm thiết kế của bạn trở nên dễ nhìn và bắt mắt hơn. Khi gặp rắc rối về vấn đề tương phản của màu sắc, bạn có thể lược bỏ hoàn toàn màu sắc mà chỉ sử dụng độ tương phản về đậm nhạt, cũng có thể làm thiết kế của bạn trở nên nổi bật và dễ nhìn hơn. Mỗi một màu sắc sử dụng lại mang một thông điệp khác nhau, vì vậy bạn cần xem xét tông màu cho phù hợp với dự án của bạn. Ví dụ, dự án của bạn là cho ngành công nghệ hoặc văn phòng thì nên sử dụng những màu sắc trung tính. Còn nếu sử dụng cho những dự án mang tính chất sáng tạo hiện đại thì bạn nên sử dụng những màu sắc tươi sáng và bắt mắt hơn. Để thay đổi độ đậm nhạt cũng như là thay đổi về độ bão hòa của màu sắc, chúng ta có thể vào Photoshop và truy cập vào phần lệnh Hue trong phần Image. Ở phần Hue, khi chúng ta thay đổi thông số thì chúng ta sẽ được một màu tùy biến trên dải màu. Ở phần Hue, chúng ta có thể thay đổi một màu nào đó thành một màu khác nằm trên dải màu theo tùy chỉnh của bạn. Tiếp theo là phần Saturation. Ở phần này, bạn có thể thay đổi độ bão hòa của màu bằng cách tùy chỉnh các thông số. Màu có thể rực lên hoặc bật đi theo tùy chỉnh của bạn. Tiếp theo ở phần Value, chúng ta điều chỉnh thông số thì màu sẽ được cộng thêm trắng hoặc đen theo tùy chỉnh của bạn. Và sau đây là một số ví dụ về cách phối màu của các thiết kế cũng như các họa sĩ nổi tiếng trong các tác phẩm của mình. Bạn có thể lấy ý tưởng về màu sắc từ bất cứ nơi đâu, có thể từ một quảng cáo trên mạng hoặc từ một thương hiệu nổi tiếng, thậm chí có thể sử dụng tài nguyên web để sáng tạo ra bảng màu dành riêng cho bạn. Ngay cả những nhà thiết kế nổi tiếng cũng lấy ý tưởng thiết kế từ thế giới xung quanh họ. Không có gì là sai ở đây khi tìm những thứ gì đó bạn thích và biến nó thành của riêng bạn. Chỉ cần tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo, bạn chắc chắn sẽ thành công. Mình vừa chia sẻ với các bạn một số kiến thức cơ bản về màu sắc mà mình biết. Mong nó sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy clip hay và bổ ích thì đừng quên nhấn nút like, comment hoặc subscribe kênh của mình để đón xem những clip tiếp theo nhé.